từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Hoàng Long kính chào quý vị. Tin tặc liên hệ tới chính phủ Việt Nam nhắm mục tiêu vào chính quyền Trung Quốc. Tin nói Facebook đồng ý kiểm duyệt sau khi bị Việt Nam bóp băng thông. Việt Nam dè dặt với quyết định tái mở cửa kinh tế sau sốc đại dịch. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Những tin tặc có liên hệ tới chính phủ Việt Nam đã tìm cách xâm nhập các tổ chức của nhà nước Trung Quốc tại trung tâm của một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn dịch virus corona, công ty an ninh mạng FireEye ở Mỹ cho biết ngày 22 tháng 4. FireEye nói một nhóm tấn công tin tặc được gọi là APT-32 đã tìm cách xâm nhập các tài khoản email cá nhân và công việc của nhân viên tại Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc và chính quyền Vũ Hán, thành phố tâm điểm của đại dịch virus corona toàn cầu. Các nhà điều tra tại FireEye và các công ty an ninh mạng khác nói họ tin rằng APT-32 hoạt động thay mặt cho chính phủ Việt Nam. Hoạt động gần đây của nhóm này giống như những nỗ lực của một tập hợp các tin tặc được nhà nước hậu thuẫn nhằm xâm nhập các chính phủ, doanh nghiệp và cơ quan y tế để tìm kiếm thông tin về căn bệnh mới và cố gắng chống lại căn bệnh này. Reuters cho biết chính phủ Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận. Các tin nhắn được gửi đến địa chỉ email được sử dụng bởi các tin tặc không được trả lời. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc và chính quyền thành phố Vũ Hán không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận qua fax, Reuters cho biết thêm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Việt Nam hôm 22 tháng 4 công bố kế hoạch tái mở cửa kinh tế sau 6 ngày liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 mới. Kế hoạch cho thấy sự dè dặt về một quyết định hệ trọng đối với nền kinh tế, khi chính phủ phân chia các tỉnh thành theo 3 nhóm nguy cơ nhằm đưa ra các chính sách tương ứng theo từng trường hợp cụ thể. Theo đó, nhóm nguy cơ cao là Hà Nội được đề nghị tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội thêm một tuần nữa cho đến hết ngày 30 tháng 4. Nhóm có nguy cơ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang cũng được cho phép tự quyết định về việc tái tục các hoạt động kinh tế tùy theo tình hình địa phương. Riêng nhóm nguy cơ thấp là các tỉnh thành còn lại được phép khôi phục các hoạt động kinh tế không thiết yếu, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Tiến sĩ kinh tế Đinh Trường Hinh, người từng là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới ở Washington DC, cho rằng quyết định có nên gia hạn thời gian cách ly xã hội hay không phải tùy thuộc vào tình trạng của dịch bệnh, chứ không đơn thuần vì tác động kinh tế mà nó gây ra. Nếu kinh tế chịu đựng không được phải bỏ cách ly mà bị COVID-19 hoành hành trở lại thì hậu quả còn nguy hiểm hơn là đừng bỏ cách ly, ông nói. Ông nói thêm dịch bệnh này là cơ hội vàng để các kinh tế gia Việt Nam có cơ hội phân tích ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam như thế nào, để từ đó lập ra một chương trình rõ ràng thiết thực nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng từ Trung Quốc, vốn đã khơi lên nhiều lo ngại trong những năm gần đây. Ngoài ra, tiến sĩ Hinh nói Việt Nam cần chuẩn bị nội lực đủ mạnh để có thể đón lấy làn sóng di cư công xưởng sắp tới của các doanh nghiệp quốc tế từ Trung Quốc sang các quốc gia láng giềng. Cụ thể là Việt Nam cần rà soát lại những đầu tư nước ngoài, chú trọng hơn về chất lượng và phải làm sao giúp các công ty nội địa nối kết. Các máy chủ của Facebook ở Việt Nam bị cắt mạng bóp băng thông hồi đầu năm nay, cho tới khi công ty mạng xã hội lớn nhất của Mỹ đồng ý tăng cường kiểm duyệt các thông tin được cho là chống phá nhà nước ở Việt Nam, Reuters cho biết dẫn hai nguồn tin độc quyền. Các công ty viễn thông nhà nước của Việt Nam đã thực hiện các biện pháp giới hạn này và làm cho các máy chủ của Facebook mất mạng trong 7 tuần, và điều đó có nghĩa là trang mạng xã hội được khoảng 65 triệu người dùng ở Việt Nam đã có lúc bị tê liệt. Chúng tôi tin rằng hành động này được tiến hành để gây sức ép lớn lên chúng tôi để buộc phải tuân thủ thêm nữa những yêu cầu về gỡ bỏ các nội dung hiển thị đối với người dùng ở Việt Nam, một trong hai nguồn tin từ Facebook nói với Reuters. Facebook xác nhận trong một thông cáo gửi tới Reuters qua email rằng họ đã phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Việt Nam khi buộc phải hạn chế sự tiếp cận với các nội dung mà bị cho là bất hợp pháp. Chính phủ Việt Nam chưa có bình luận về các thông tin này. Các nguồn tin từ Facebook nói với Reuters rằng công ty này thường kháng cự lại những yêu cầu chặn sự tiếp cận tới các đăng tải của người dùng ở một nước nào đó, nhưng áp lực về việc các máy chủ bị làm chậm tốc độ buộc họ phải tuân thủ. Facebook phải đối mặt với áp lực buộc họ phải gỡ bỏ những nội dung bị cho là chống phá nhà nước ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam trong nhiều năm qua. Đầu năm ngoái, Việt Nam cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng mới được áp dụng khi cho phép người dùng đăng tải các bình luận chống phá chính phủ lên trang mạng xã hội này. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Lệnh cách ly xã hội để phòng dịch corona lây lan dường như với người dân ở thôn quê có phần lơ là. Một số quán ăn sáng vẫn mở cửa bán cho người vào ngồi bàn ăn ngay tại quán, thay vì theo yêu cầu giãn cách xã hội chỉ được bán cho khách mang đi, bà Thành nói. Tại vì bán đại vậy chứ phạt á, mấy quán cà phê bên đây nghỉ hết rồi, phạt hết. Mặc dù biết bị phạt, nhưng vì mưu sinh nên nhiều nơi vẫn mở bán cho khách vào quán, bà Hằng chia sẻ. Người ta nghỉ lâu quá, hình thử ra người ta mỏi mòn quá, là phải bán. Nghỉ cũng từ một tay đến giờ rồi. Thì khi kinh tế là cũng cạn kiệt rồi. Kinh tế của nhiều gia đình cạn kiệt vì lệnh cách ly xã hội kéo dài khiến buôn bán đình trệ. Người dân đang ráng cầm cự với hy vọng dịch bệnh mau kết thúc. Và trong thời gian chờ đợi đó, họ buộc lòng phải tiếp tục buôn bán cầm chừng để kiếm tiền, bà Liên cho biết. Để bàn như ngồi cách xa, đôi lúc cô cũng có đi nhưng mà thường thường là để nó ngồi cách tự mình á. Để họ vẫn biết là cái dịch này nó bao nhiêu nước nó chết quá chừng luôn à. Vẫn hiểu nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng ở Việt Nam không có ca tử vong vì dịch corona, nên ít nhiều cũng khiến người dân có phần lơ là. Việc hàng quán cho khách ngồi ăn tại chỗ cho thấy mặc dù sợ và lo dịch, nhưng họ vẫn phải kiếm tiền để không bị đói, bà Hằng chia sẻ. Sợ chứ lo chứ, cũng bởi vì mấy giờ tuân thủ theo nhà nước đưa ra thì dân của mình từ thành thị tới nông thôn ai cũng vậy mà. Ta cũng tuân thủ mà. Người buôn bán như bà Thành hy vọng với khẩu trang kỹ lưỡng sẽ tránh được dịch bệnh. Chứ trời bác bán bác mua khẩu trang đồ vô sợ chứ. Tại vì không gì trống gì thoáng ra vậy chứ lúc mà đông là gì phải ấy khẩu trang lên. Giờ thì có vẻ chính sách giãn cách xã hội của chính quyền ở nông thôn đang nới lỏng thêm, qua đó giúp bà con thuận tiện hơn trong công việc buôn bán mưu sinh thường nhật. Đời sống thôn quê cũng cho thấy đang bắt nhịp trở lại với hy vọng có thể đã chuyển sang cuối mùa dịch bệnh. Covid-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngày 22 tháng 4 xin lỗi về việc COVID-19 lây lan trên một tàu chiến hải quân Đài Loan. Bà Thái phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc và nói rằng bà chịu trách nhiệm về vụ virus bùng phát trên một tàu tiếp dầu với 28 người bị lây nhiễm. Bà nói, tôi muốn đưa ra lời xin lỗi vì đã làm cho người dân Đài Loan phải gánh chịu rủi ro dịch bệnh. Bộ trưởng Quốc phòng Nghiêm Đức Phát cũng cúi đầu tại cuộc họp báo được tổ chức đêm 21 tháng 4 để xin lỗi về xáo trộn gây ra cho công chúng với việc lây nhiễm trên tàu hải quân. Ông Nghiêm nói, ông chấp nhận mọi hình thức kỷ luật về vụ này, trong đó có đệ đơn từ chức. Hai đô đốc đã bị cách chức chờ điều tra thêm về trách nhiệm của vụ lây nhiễm. Ông Nghiêm nói rằng, Đài Loan đã cách ly hơn 700 sĩ quan và thủy thủ sau khi có mấy chục người xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi trở về từ một hoạt động huấn luyện 2 tháng ở Thái Bình Dương. Thủy thủ thuộc đội tàu hữu nghị, hải chiến hạm và tàu tiếp dầu bị ảnh hưởng đang được cách ly. Những tàu này dừng chân tại đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương từ ngày 12 đến 15 tháng 3 và trở về ngày 9 tháng 4. Các giới chức Nhật Bản ngày 22 tháng 4 cho biết có thêm 33 thủy thủ trên chiếc du thuyền của Ý đậu tại Nagasaki dương tính với virus corona,
một ngày sau khi ca đầu tiên trên tàu được báo cáo. Chiếc Costa Atlantica neo đậu tại cảng miền Nam Nhật Bản kể từ cuối tháng Giêng để sửa chữa và bảo trì bởi công ty công nghiệp nặng Mitsubishi. Vụ virus bùng phát trên tàu được phát hiện ngày 21 tháng 4 khi một thủy thủ đầu tiên chỉ được xác nhận là một người nước ngoài xét nghiệm dương tính với virus. Du thuyền chở tất cả 623 thủy thủ, trong đó có một thông dịch viên người Nhật nhưng không có hành khách. Cho đến nay, có 34 thủy thủ dương tính, 25 người khác âm tính và một người đang chờ kết quả. Các giới chức nói không có ai có triệu chứng bệnh nặng và hiện đang cách ly trong các phòng trên tàu. Mitsubishi ngày 21 tháng 4 báo cáo là không có ai rời tàu kể từ giữa tháng 3. Các giới chức Nagasaki nói họ đang điều tra để biết bằng cách nào và từ đâu những thủy thủ này bị lây nhiễm. Trong lúc virus corona tiếp tục lây lan trên toàn quốc ở Nhật, vụ bùng phát trên du thuyền làm tăng thêm lo ngại việc xét nghiệm và khả năng của bệnh viện tại Nagasaki, nơi chỉ có 102 giường bệnh. Toàn Nhật Bản hiện đang trong tình trạng khẩn cấp vì virus corona, với khoảng 11.500 ca và 280 người thiệt mạng. Một bộ trưởng cao cấp của Úc bác chỉ trích của Trung Quốc rằng Úc đã lặp lại như vẹt lời kêu gọi của Mỹ về minh bạch nguồn gốc virus corona. Bộ trưởng Tài chính Úc Josh Frydenberg ngày 22 tháng 4 mô tả chỉ trích của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là không chính đáng và không thể biện minh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton khi vào tuần trước, ông kêu gọi Trung Quốc minh bạch về xuất xứ của virus corona. Vai trò của Bộ trưởng Dutton, vai trò của Thủ tướng Scott Morrison, vai trò của tôi và vai trò của tất cả đồng nghiệp của tôi là bảo vệ quyền lợi quốc gia Úc. Và đó là điều chúng tôi tiếp tục làm và chúng tôi sẽ lên tiếng về việc này như yêu cầu. Lời kêu gọi Trung Quốc minh bạch của ông Dutton được đưa ra sau khi các giới chức Mỹ tiết lộ các cơ quan tình báo đang đánh giá là liệu virus corona có phải đã phát tán từ một phòng thí nghiệm sinh học ở thành phố Vũ Hán, nơi đại dịch bắt đầu hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Dutton rõ ràng đã nhận chỉ thị từ Washington. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuyên bố đăng trên website của Tòa đại sứ Trung Quốc tại Úc nói, những ngày này, một vài chính trị gia Úc lặp lại như vẹt những gì người Mỹ nói và chỉ đơn giản theo họ để mở những cuộc tấn công chính trị vào Trung Quốc. Bộ này cũng tấn công Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marit Payne vì bà trong tuần này kêu gọi mở một cuộc duy xét độc lập về nguồn gốc của virus, trong đó có việc điều tra cách Trung Quốc đối phó ban đầu với dịch bệnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói những nhận xét của Ngoại trưởng Úc không căn cứ trên các dữ kiện thực tế. Thủ tướng Canada Justin Trudeau loan báo hai máy bay Canada cử sang Trung Quốc nhận hàng bảo hộ y tế buộc phải trở về tay không. Ông Trudeau hôm 21 tháng 4 nói có giới hạn trong thời gian máy bay được phép nằm chờ trên đất Trung Quốc. Ông cho biết thêm là những đường cung ứng và chuyển hàng bằng xe tải đến phi trường rất khó khăn, thường bị gián đoạn vì những trạm kiểm soát và những biện pháp cách ly. Thủ tướng Canada cho hay một trong hai chiếc máy bay sang Trung Quốc nhận hàng là máy bay thuê bao của liên bang và chiếc còn lại dành đặc biệt cho một tỉnh của Canada. Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trudeau tuyên bố Canada sẽ ủng hộ cuộc điều tra trong tương lai về việc Trung Quốc xử lý virus corona bùng phát. Ngày 21 tháng 4, ông nhắc lại phát biểu này. Những nghi vấn xung quanh tính chính xác của các báo cáo lây nhiễm và con số tử vong đã gây nên những báo động vào lúc nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, nâng cao số người chết trong tuần qua. Tổng thống Donald Trump ngày 22 tháng 4 tuyên bố đã chỉ thị cho chiến hạm Mỹ bắn vào bất cứ chiếc tàu nào của Iran quấy nhiễu tàu Mỹ, một tuần sau khi 11 tàu của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sắp gần các tàu Mỹ tại vùng vịnh một cách nguy hiểm. Các vụ tiếp xúc gần giữa tàu chiến Mỹ và Iran trong năm 2016 và 2017 không phải hiếm thấy. Trong một vài trường hợp, tàu Mỹ bắn cảnh báo tàu Iran khi những tàu này đến quá gần. Dù Hải quân Mỹ có quyền hành động tự vệ, nhưng phát biểu của ông Trump dường như đi xa hơn và chắc chắn gây thêm căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Viết trên Twitter vài giờ sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói đã phóng vệ tinh quân sự đầu tiên vào quỹ đạo trái đất, ông Trump nói, tôi đã chỉ thị cho Hải quân Hoa Kỳ bắn hạ và hủy diệt bất cứ hay tất cả tàu chiến Iran nếu họ quấy nhiễu tàu của chúng ta trên biển. Trước đây trong tháng, quân đội Mỹ nói 11 tàu của vệ binh cách mạng Iran đến gần một cách nguy hiểm tàu hải quân và tàu tuần duyên Mỹ trong vùng vịnh và gọi những hành động này là nguy hiểm và khiêu khích. Có lúc, tàu Iran đến cách tàu tuần duyên Mỹ Maui gần 10 mét.
trong khi những sự kiện trên biển như vậy thỉnh thoảng xảy ra cách đây nhiều năm, nhưng mới đây đã ngừng lại. Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang trước đây trong năm, sau khi Mỹ giết chết tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran bằng máy bay không người lái tại Iraq. Iran trả đũa vào ngày 8 tháng Giêng bằng cuộc tấn công rocket vào căn cứ Ain al-Assad của Iraq, nơi lực lượng Mỹ trú đóng. Không có binh sĩ nào bị giết hay bị thương, nhưng hơn 100 binh sĩ sau đó được chẩn đoán bị chấn thương não. Ngày 22 tháng 4, lực lượng vệ binh cách mạng Iran loan báo đã phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên lên quỹ đạo. Trong những ngày cách ly tại nhà dài ngày như thế này ở Mỹ, nếu bỗng nhiên bạn thèm một món đồ ăn nào đó thì sao? Thực tế hoàn toàn không khó khăn gì để thỏa mãn cơn ghiền. Bạn chỉ cần online và đặt mua tại nhà, hẹn giờ đến lấy hoặc đặt hàng giao tận nhà. Không ít các cửa hàng đồ ăn nhanh, tiệm cà phê, thậm chí là các nhà hàng tại Mỹ nhận đặt hàng theo hình thức online, giao tại nhà hoặc nhận hàng tại cửa tiệm như thế này. Thank you so much. Yeah, thank you. Có thể nói chưa bao giờ hình thức đặt đồ ăn online lại lên ngôi và được nhiều người lựa chọn như hiện nay. Vào thời điểm này, bạn có thể đặt hàng hầu hết các loại đồ ăn thức uống tại Mỹ theo hình thức online, ví dụ như các loại trà, các loại cà phê, các loại bánh pizza, burger hay bánh pancake như chúng tôi vừa đặt. Đối với nhiều gia đình thì họ thích được giao đến tận cửa nhà. Tuy nhiên trong trường hợp của tôi thì tôi muốn ra ngoài đường để được hít thở không khí trong lành một chút sau nhiều ngày giam mình trong nhà. Như các bạn có thể thấy là hầu như tôi không mất thời gian để chờ đợi. Nhưng câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu bạn tới với các khu chợ thực phẩm vào thời điểm này. Khi tới đây, khách hàng thường sẽ phải chứng kiến những hàng người dài chờ được vào chợ mua sắm. Mỗi người đứng cách nhau tối thiểu 2 mét, chờ đến lượt được gọi vào chợ. Thường thì các khu chợ thực phẩm ở Mỹ rất rộng rãi, nhưng do quy định giãn cách xã hội mà người ta chỉ cho một số lượng rất hạn chế khách hàng vào mua sắm cùng một lúc. Vì thế mà trong một ngày những khu chợ như thế này giờ đây thường chỉ phục vụ vài trăm khách hàng thay vì hàng nghìn khách như trước đây. Do yêu cầu về giãn cách xã hội để đề phòng dịch bệnh thì mỗi khu chợ rộng tới cả nghìn mét vuông như thế này người ta cũng chỉ cho từ 15 đến 20 người vào chợ cùng một lúc, và khi người này ra thì người khác mới được vào. Vì thế đi chợ tại Mỹ vào thời điểm này bạn sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Chúng tôi đã từng trải nghiệm là khi muốn mua một cân đường đã phải chờ đợi đến gần 1 giờ đồng hồ mới được vào chợ. Ngoài sự lên ngôi của các phương thức bán thực phẩm online, thì các hình thức bán hàng drive-thru của những tiệm ăn nhanh thời điểm này cũng thực sự đắt khách. Đây là hình thức khách lái xe tới tiệm mua hàng mà không cần phải xuống xe. Do diện tích đất đai rộng lớn nên hình thức bán hàng này rất phổ biến tại Mỹ, và vào lúc này nó đã phát huy tác dụng trong hoàn cảnh dịch bệnh. Khi tới với các cửa tiệm như vậy lúc này, khách hàng sẽ chứng kiến hàng dài xe xếp hàng chờ đến lượt được phục vụ. Và những suất ăn nhanh nóng hổi vẫn tiếp tục được thưởng thức ngay trên xe hoặc mang về cho gia đình. Giữ gìn sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt. Xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Cô giáo đã nghỉ hưu Dana Eason, năm nay 78 tuổi, giao thực phẩm cho bạn cô Phyllis King, một thợ may đang phải cách ly tại nhà trong đại dịch virus corona. Oh, hi Dana. How you doing? Is this for me? Yeah, that's for you. Oh, thank you. That's so kind of you. Times like these are very. Thời buổi này rất khó khăn và phiền phức, đặc biệt là với những người lớn tuổi như tôi. May mắn là tôi có sức khỏe tốt, nên tôi có thể làm được một chút việc. Nếu có thể, tôi sẽ làm. Bà Eason và bà King, 75 tuổi, là bạn bè. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, bà King cho biết khách hàng không đến nữa, nhưng nhiều người điện thoại hỏi thăm và hỏi bà có cần giúp đỡ hay không. They're business acquaintances.
Họ là những bạn hàng, không thật sự là bạn bè, nhưng họ đã liên lạc với tôi và muốn làm bất cứ điều gì giúp tôi. Đi lấy thuốc, đi siêu thị, ghé lấy đồ. Mọi người thật tuyệt vời. Người đứng đầu một tổ chức các doanh nghiệp vì thiện chí và hòa bình ở bang Maryland cũng đến giúp đỡ những người cao niên bị cô lập hoặc ở một mình. Tôi muốn giúp đỡ người lớn tuổi, có một vài người từ 65 tuổi trở lên trong câu lạc bộ của tôi. Nên tôi nói, này các anh chị, nếu có ai cần gì hãy cho tôi biết và tôi sẽ giúp đỡ. Và các thành viên trẻ hơn khác cũng nói, vâng, hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng sẽ giúp. Những người già như bà King đón nhận sự giúp đỡ của mọi người. Bà nói rằng, những hỗ trợ mà bà nhận được gợi lại những gì bà đã nghe về sự đoàn kết trong Thế chiến thứ hai. During the Second World War, people came together. Trong suốt Thế chiến thứ hai, mọi người đến với nhau vì mọi thứ rất tồi tệ. Tôi tin rằng đây là một cuộc chiến khác mà chúng ta đang đối đầu. Mọi người đến với nhau và cố gắng hết sức để giúp đỡ lẫn nhau. Bằng cách đó, chúng ta sẽ cùng vượt qua. Trong khi rất nhiều bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải vì bệnh nhân COVID-19, các bác sĩ ngoại quốc đang làm việc tại Mỹ cho biết họ sẵn sàng đóng góp nhiều công sức hơn trong việc chăm sóc người bệnh. Nhưng những hạn chế visa đang cản bước họ. I'm on H1B visa. So that means it's a work visa and I'm authorized to work at a specific hospital. Visa của tôi là diện H1B. Tôi được phép làm việc cho một bệnh viện nhất định, trong một lĩnh vực nhất định. Ngay cả trong bệnh viện, tôi cũng không được làm gì khác ngoài lĩnh vực được quy định từ ban đầu. Từ thành phố Logan, bang West Virginia, bác sĩ Yalaman Chili là một trong hàng ngàn bác sĩ ngoại quốc đang làm việc tại Mỹ theo dạng visa tạm thời. Hợp đồng của ông cho phép vị bác sĩ này nghỉ 10 ngày sau khi làm việc 15 ngày liên tục. Chúng tôi đang ở đây, những chuyên gia được đào tạo tại Mỹ nhưng không thể chung tay giúp chống lại đại dịch. Những người làm việc tại Mỹ theo dạng visa tạm thời chỉ có thể thay đổi công việc sau khi đăng ký thay đổi tình trạng visa. Tuy nhiên, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS nên tiếp nhận những yêu cầu liên quan tới visa đang đóng cửa vì tình hình dịch bệnh. Những hạn chế dành cho các bác sĩ ngoại quốc được ghi rõ trong chương trình nội trú mà những người này tham gia, cũng như được quy định bởi Hội đồng Giáo dục Quản lý các cử nhân y khoa ngoại quốc, hay gọi tắt là ECFMG. Họ ra rất nhiều quy định về việc nơi các bác sĩ này được phép làm việc, số giờ làm việc và tất cả phải được Bộ Ngoại giao và ECFMG chuẩn thuận nếu có bất kỳ thay đổi gì. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao đang khuyến khích các nhân viên y tế đang tìm việc tại Mỹ hãy liên hệ sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất để đặt hẹn phỏng vấn visa. Bộ Ngoại giao cho VOA biết hồ sơ sẽ được xét duyệt dựa trên từng trường hợp một. Giống như rất nhiều lao động nước ngoài khác, những vị bác sĩ ngoại quốc đang làm việc tại Mỹ tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh visa hết hạn mà các văn phòng di trú vẫn đóng cửa. I'm also worried about my visa paperwork at the same time, just because USCIS is currently not functioning. Tôi cũng đang rất lo lắng về tình trạng giấy tờ visa bởi vì USCIS đang không hoạt động hiệu quả. Tôi có giao cản vì tôi cần phải hoàn tất những giấy tờ đó trước vào cuối tháng 6. Singh, bác sĩ đang làm việc ở tuyến đầu chống lại đại dịch COVID-19 ở West Virginia, đang rất bực bội về những hạn chế visa. One of the ways of resolving this could be lifting the restriction. Có lẽ có một cách để giải quyết vấn đề này, đó là dỡ bỏ những hạn chế trong visa, cho phép các bác sĩ làm việc hoặc có một dạng visa khác cho các bác sĩ, bởi Mỹ đang rất cần nguồn nhân lực này. Trong một email gửi cho VOA, phát ngôn viên của USCIS cho biết, cơ quan này đang đánh giá các khả năng liên quan đến chương trình lao động tạm thời trong bối cảnh nhu cầu tăng cao trong mùa dịch corona. Tổng giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch Kenneth Roth cho biết, những biện pháp hạn chế những quyền tự do cơ bản trong phần lớn các trường hợp là cần thiết để chống lại đại dịch COVID-19. Nhưng đáng buồn là chúng ta cũng chứng kiến tình trạng nhiều chính phủ lợi dụng lý do dịch bệnh để đàn áp những tiếng nói bất đồng, củng cố quyền lực. Tại Trung Quốc, nơi xuất phát điểm của virus, các bác sĩ tại Vũ Hán đã từng cố gắng đánh động với thế giới về sự nguy hiểm của căn bệnh mới. Và chính quyền Trung Quốc, thay vì lắng nghe, đã bóp nghẹt lời cảnh báo đó, họ lên tiếng phủ nhận, và điều đó đã giúp cho con virus này có 3 tuần thảm họa để phát tán ra khắp toàn cầu.
Nhiều tháng sau đó, những biện pháp giám sát chính phủ thường thấy tại lần lượt nhiều quốc gia đã bị ngừng lại, theo lời đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Agnes Callamard cảnh báo. Quyền lực của tòa án suy giảm một cách mạnh mẽ. Quốc hội cũng trở nên suy yếu sau khi tình trạng khẩn cấp được ban hành. Tại Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán vận động để thông qua một đạo luật khẩn cấp vô thời hạn vào tháng 3. Về cơ bản, đạo luật này cho phép ông ta cai trị bằng các sắc lệnh mà không bị giám sát bởi quốc hội, cũng như hủy bỏ bầu cử. Rất nhiều quốc gia đã cấm tụ tập biểu tình trên đường phố. Hãy nhìn vào trường hợp của chính phủ quân phiệt Algeria hay Tổng thống Putin ở Nga hoặc chính quyền Liban, Iraq, Thủ tướng Modi của Ấn Độ. Đây đều là những chính thể đang phải đối mặt với những cuộc biểu tình lớn trên đường phố đòi quyền tự do dân chủ. Hiện nay, những cuộc biểu tình này đã phải tạm dừng. Mọi người, ai cũng hiểu cho quyết định đó, nhưng không ai biết liệu chính quyền sẽ duy trì lệnh cấm tụ tập đông người cho đến khi nào. Lực lượng cảnh sát được trao nhiều quyền hơn để thực thi việc phong tỏa. Tại Kenya, một cậu bé 13 tuổi đã vô tình bị bắn chết. Tại Cape Town, cảnh sát trục xuất hàng chục di dân ra khỏi một nhà thờ. Nhiều đoạn băng cho thấy, cảnh sát Ấn Độ xịt thuốc khử trùng thẳng vào những người lao động nhập cư. Dưới danh nghĩa cứu được càng nhiều người càng tốt, chúng ta đang đánh đổi sự an nguy của nhóm những người dễ bị tổn thương nhất. Lịch sử cho thấy trong những thời khắc như thế này, quyền lực cảnh sát là thứ dễ bị lạm dụng nhất. Vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ là một ví dụ. Đó cũng là một thời khắc mà ai cũng hoảng sợ. Họ yêu cầu sự bảo vệ từ phía chính quyền và nhiều chính phủ, thay vì làm những việc cần thiết để bảo vệ công dân, thì lại vơ vét quyền lực và phải rất, rất lâu sau thì mới từ bỏ. Trong thời điểm hiện tại, những biện pháp hạn chế quyền tự do được chấp nhận như những vũ khí cần thiết để chống lại đại dịch COVID-19. Nhưng người ta vẫn lo ngại rằng những hạn chế này sẽ còn ở đó rất lâu sau khi đại dịch chấm dứt. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word involves a clash between protesters and supporters of Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Dissent. The protesters were supporters of Selahattin Demirtas, a pro-Kurdish politician arrested last year in Turkey. Rights groups say his arrest was part of Turkey's restrictions on dissent. Dissent is public disagreement with an official opinion, decision, or set of beliefs. Political dissent is an action that shows dislike of the policies of a governing body. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.